nó cá nhỏ trong phong trào hiến chùa mong thông bờ cán nó lời học của cha phong trào dư sổ sổ chùa ta sẽ đời gì nữa bên hôn nó mua mờ cá mô, nhà linh đờ nhưng chỉ tao mù thiết chùa chỉ tao mù thay chùa cho tớ được sự được sai lệ thọ giả kia tôi khó hai tia nhà mù thay chùa nhà chua, chùa là nhà mù thiết mua nhà dê dê chỉ mua

ta chỉ cho nó cũng cho là cho thế là cũng để cho là cho thổ của nhà là ít sự bỏ bỏ là cho là cho thì cũng bên cho của thêm va thổ của luva chua nữa thua của thay cũng tại tôi này sai cho nó sẽ nên hồ ly cha nữa để này sai chậm cho cá sẽ thêm pa gì sẽ nên này cho cho đồng lúng bể hồ ly cha, ta chỉ hồ cũ cũ là thiết gì thiết bị chữ hồ thì đồng chí dân là nó nhọ

thì thì mò mò bờ chỉ mò ra giờ luôn cho bờ tới tới hay là tụm thật bờ chỉ hồ lử hồ tiền lúc này này đầu tư như cua hải điện tử nè chưa khó bờ sợ nè giờ khó lúc bờ chỉ mò ra luôn cho bờ bùa nè anh nhỉ trái chỉ nếu chia cho nó chia ra cả cho ít sai tiền go, cho là do chia nếu mà chia nó khó thua và cũng cho tự vấn đề là

một môn mòn sẽ tiền nhảy tôn đầu chạy cho ta chỉ biết chịu linh là biết chuẩn chế tiền nhảy cho những món chơi, <laughs> tụi lầu những món đầu sư, ai giả cho sĩ ta chỉ cho nó có thua na chỉ à, vừa đại tờ vừa tụt sàn đồng sư chỉ có chấm đồng na, nên chỉ cái tụt chan đồng theo đại đại tờ theo cho là phô trương sẽ nhảy kia, chỉ nếu cho sờ cho nó sĩ cho chỉ cho thô to câu

ดองสียังนะีอีจะชวะเครเน่เตียมุนงกิังนี่นะสุรีตุเตนจอลัดโจจอลัดปลเลยจอลัดเชียเอ็มฮอดเตอร์เตี๋ยนจอลัดเชียลันจูนะ่ชอเลยจอลัดเชียลันจูนั่ชอเลยยาเดียน้่งก็เคยลยชอเลยเลยม้าจอลัดเชีลันจลับปลอเทียนอย

cho khó thì cũng cho cụ chế mua cũng cho của các bà sĩ tôi mùa, mua cũng ít sự sĩ mình nông nghiệp là lợi để của xa nữ họ cho nó có chua thì mua cho chắp lợi đi một gì để để sự giờ của xa cho nên là của còn nếp pang thì to xe cái đằng đi cho đồ cũ thia chia cho hàng cái chua đó hàng cái chua cho kỳ đó ta chỉ có nếp pang thì to xe cái đằng thì cho cũ để cô một đó chua xa đó nên à

chỉ nên bỏ cái video nó tờ rồi chỉ nên sai cái gì nó mà hầu nữa thì anh nên sai nó có, mình mình không có cái bộ gì trình được biến đó giờ nên sai tan nên nhẹ thế là nên hoàn nhẹ xe đồ cũ nên hoàn nhẹ lúc trước đồ cũ em lựa chia li số tờ nó nên đông chỉ là làm thế tu tự tự họ sai là bỏ cái video chuyên chuyên nó tờ là sai sai thì chỉ cha